La Roche-Posay kem dưỡng giúp cải thiện bề mặt da, giảm mụn đầu đen và bóng nhờn. Effac La Ca cộng giúp cải thiện bề mặt da, giảm mụn đầu đen và bóng nhờn, cực kỳ hiệu quả trong việc đẩy lùi tình trạng mụn đầu đen, bề mặt da không láng mịn và chống oxy hóa vượt trội. Hợp chất vitamin E và các carnosine tăng cường hiệu quả chống oxy hóa và các gốc tự do, giúp giảm mụn đầu đen, phù hợp cho thanh thiếu niên và người lớn. Sử dụng trên làn da dầu, da hỗn hợp, da có mụn đầu đen. Mụn đầu đen sẽ khiến da mặt của bạn trở nên sạm và tối màu. Đừng lo lắng vì đã có kem dưỡng giúp cải thiện bề mặt da, giảm mụn đầu đen và bóng nhờn. Effac La Ca cộng của La Roche-Posay. Effac La Ca cộng với sự kết hợp của những hoạt chất như LHA, Elysium, Cebulis giúp giảm mụn, thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn. Đặc biệt với hợp chất vitamin E và các carnosine tăng cường hiệu quả chống oxy hóa và các gốc tự do, giúp giảm mụn đầu đen. Ngay từ lần sử dụng đầu tiên, làn da đã được thanh lọc, mang lại cảm giác khỏe mạnh, tươi mới cho làn da. Chỉ sau một tháng, làn da trở nên mịn hơn, lỗ chân lông không bị tắc nghẽn và bóng nhờn được kiểm soát. Công dụng chính của sản phẩm: xe khít lỗ chân lông và loại bỏ sợi bã nhờn, giúp bảo vệ da bằng cách làm gián đoạn các giai đoạn đầu của quá trình oxy hóa. Đột phá trong việc kiểm soát bóng nhờn: đến 8 giờ, một phân tử mới có thể hấp thụ gấp 150 lần thể tích của nó trong bã nhờn, dầu thừa, làm sạch và làm thông thoáng lỗ chân lông. Thành phần của sản phẩm: các carnosine, bảo vệ da bằng cách làm gián đoạn các giai đoạn đầu của quá trình oxy hóa. Elysium, đột phá trong việc kiểm soát bóng nhờn: đến 8 giờ, một phân tử mới có thể hấp thụ gấp 150 lần thể tích của nó trong bã nhờn, dầu thừa. LHA N-salicylic acid, làm sạch và làm thông thoáng lỗ chân lông. Hợp chất vitamin E và các carnosine tăng cường hiệu quả chống oxy hóa và các gốc tự do, giúp giảm mụn đầu đen. Sản phẩm không chứa paraben, không sunfet, không hương liệu, không xà phòng, không chất bảo quản. Kem dưỡng giúp cải thiện bề mặt da, giảm mụn đầu đen và bóng nhờn. Effac La Ca cộng thích hợp sử dụng cho làn da nào? Những nốt mụn đầu đen cứng đầu sẽ hoàn toàn biến mất sau 8 tuần sử dụng. Kem dưỡng giúp cải thiện bề mặt da, giảm mụn đầu đen và bóng nhờn. Effac La Ca cộng thích hợp sử dụng cho làn da dầu, da hỗn hợp, da có nhiều nốt mụn đầu đen. Giới thiệu về thương hiệu La Roche-Posay. La Roche-Posay là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu của Pháp, thuộc tập đoàn L'Oréal. Sau hơn 40 năm thành lập, sản phẩm của La Roche-Posay ngày càng được ưa chuộng, có mặt tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và phân phối tại Việt Nam từ năm 2007. Với phương châm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn dành cho da nhạy cảm, các sản phẩm của La Roche-Posay vô cùng hiệu quả, lành tính, nhẹ dịu với những làn da nhạy cảm nhất và được hơn 25.000 bác sĩ da liễu khuyên dùng.